Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những tổn thất nặng nề trong giai đoạn đầu của chiến dịch mùa khô năm 1984-1985, lực lượng Liên minh Campuchia Dân Chủ gấp rút xây dựng các căn cứ mới trên tuyến biên giới Thái Lan-Campuchia. Thời điểm này, một trong những tổ chức tích cực nhất có thể kể đến là lực lượng Maulinaka Thân Sihanouk. Thậm chí, vào đầu tháng 3 năm 1985, tổ chức này còn công khai cảnh báo Thái Lan rằng hãy thận trọng bởi Việt Nam đang có những động thái quân sự mới, khiến chính phủ nước này phải lập tức gia tăng phòng thủ ở vùng biên. Ngay từ đầu năm 1985, quân đội Maulinaka một số lần đã phát hiện phía Việt Nam sử dụng các đội trinh sát hoạt động quanh căn cứ mới có tên là Tà Tum của họ. Đây là vị trí trú đóng của Bộ Tổng Tham mưu Maulinaka. Do nơi đây có rất nhiều cây to nên còn được Sihanouk và các phe phái liên minh gọi là Green Hill hay Đồi Xanh. Thực tế, Tà Tum là một khu rừng già tại vùng thung lũng thuộc dãy núi Đăng Rách, nằm trên địa phận huyện Samrong, tỉnh Ốt Đô Miên Chay, Campuchia, ngay sát với đường biên giới Thái Cam. Tuy nhiên, để xây dựng thêm những kho tàng quân sự quan trọng cũng như thiết lập hệ thống thông tin công suất lớn, Maulinaka đã thỏa thuận với Thái Lan mượn một phần lãnh thổ tiếp giáp đường biên giữa hai nước để mở rộng căn cứ này. Do đó, toàn bộ tổng hành dinh Maulinaka tại Tà Tum có thể coi là nằm trên địa phận của cả Thái Lan và Campuchia. Sở dĩ Tà Tum được chọn làm căn cứ mới của Bộ Tổng Tham mưu Maulinaka là bởi địa hình chiến lược của nó. Với diện tích ước tính khoảng hơn 12 km², bên trong căn cứ Tà Tum được bố trí các tuyến phòng ngự, phía trước đặt các hàng rào vật cản hỗn hợp, xen kẽ với những bãi mìn, các ụ súng, lô cốt, hầm hố ẩn nấp được nối liền, thông với nhau bằng nhiều chiến hào bao quanh. Giới quân sự Maulinaka đánh giá nơi đây có vị trí thuận tiện cho tổ chức phòng thủ, nhưng lại khó khăn cho thực hành tiến công, kể cả đột kích bằng bộ binh có hỏa lực yểm trợ. Phía đông và phía tây Tà Tum có nhiều núi non hiểm trở. Tại đây còn có những con suối lớn từ Thái Lan chảy vào, cung cấp nguồn nước dồi dào cho cả quân đội và dân thường tị nạn. Phía bắc Tà Tum tuy có một số điểm cao chiến lược, nhưng lại có sẵn nhiều con đường mòn buôn lậu tiểu ngạch của cư dân hai nước. Sau đó đất lại thoải dần về lãnh thổ Thái Lan, dễ dàng kết nối với đường giao thông, giúp xe cơ giới của Maulinaka có thể chạy được từ đất Thái Lan vào căn cứ nhằm chi viện. Phía nam Tà Tum hướng vào nội địa Campuchia, có núi bao bọc, sườn núi dốc với những vách đá dựng đứng. Đặc biệt là chỉ có một con đường đất men theo khe núi để tiến lên được trên căn cứ, rất thuận lợi cho phòng thủ. Đó là chưa kể, đứng trên căn cứ có thể quan sát bao quát khu vực đường giao thông nội địa Campuchia và các vùng phụ cận. Nếu quân đối phương có động thái nào khác lạ thì có thể phủ đầu trực tiếp bằng các loại đạn pháo. Chính bởi vậy, quân Maulinaka đã tự hào cho rằng họ luôn ở trong thế thượng phong, ngồi lên đầu thù mà bắn. Xuống đến dưới chân núi, địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là rừng thưa, đi tiếp khoảng 10 km về hướng Nam Tà Tum sẽ kết nối được với các tuyến đường 68 và 69B cùng nhiều đường mòn nối vào nội địa Campuchia, khá thuận lợi cho xe cơ giới cơ động hoặc triển khai binh khí, kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có thể kết nối đến khu vực dưới chân căn cứ Tà Tum. Thời tiết tại đây có nhiều hình thái, chủ yếu là ngày nắng nóng, đêm sương lạnh, thường có sương mù, tầm nhìn hạn chế, rất khó quan sát. Do đó, Tà Tum được xem là một thành trì vô cùng kiên cố và vững chắc, rất khó để có thể tấn công. Ngay khi bắt đầu triển khai những trận đánh đầu tiên của chiến dịch mùa khô năm 1984-1985, phía Việt Nam đã nắm bắt được ý đồ của quân Liên minh Campuchia Dân Chủ là nếu họ bị bộ đội đánh thiệt hại thì sẽ nhanh chóng thiết lập những căn cứ mới trên đường biên Thái Cam. Do đó, ngay từ đầu tháng 1 năm 1985, Sư đoàn 302 Việt Nam đã thành lập một tổ trinh sát luồn sâu vào các hậu cứ của Liên minh Campuchia Dân Chủ, trong đó có căn cứ Tà Tum, nơi đóng quân của lực lượng Maulinaka trung thành với Sihanouk. Với địa thế chiến lược, Maulinaka cho bố trí tại đây khoảng 15 tiểu đoàn, là một phần lực lượng của 6 lữ đoàn, cùng sự hỗ trợ của khoảng 3.000 lính Thái Lan, tổng quân số thường trực là trên 13.000 quân. Ngoài ra, Maulinaka còn lôi kéo, ép buộc khoảng 30.000 dân tị nạn vào căn cứ này để làm lá chắn cho binh lính. Lực lượng Maulinaka chủ yếu sử dụng súng bộ binh, cối 82 ly, DKZ 75 ly, thiết lập vô số bãi mìn với nhiều chủng loại. Ngoài ra, còn có nhiều pháo cỡ lớn cùng các phân đội máy bay F-5, A-37 của Thái Lan chi viện. Với quyết tâm đánh một trận lớn vào căn cứ Tà Tum, bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 năm 1985, các hoạt động của Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch đã được triển khai mạnh mẽ. Khoảng 8.000 quân thuộc một số đơn vị quân của cả Việt Nam và cách mạng Campuchia được huy động, trong đó riêng Việt Nam đã có ít nhất 7.000 quân. Đóng vai trò chủ chốt là một phần lực lượng của Trung đoàn 55, nay là Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 5, và các Trung đoàn 88, 201, 271, 429, Sư đoàn 302 thuộc mặt trận 479. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các lực lượng pháo binh, xe tăng, công binh, vận tải, quân y, thông tin liên lạc. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hơn 1.000 quân cách mạng Campuchia thuộc hai sư đoàn 196 và 286. Quân Việt Nam và quân cách mạng Campuchia cũng được trang bị pháo các loại, cỡ nòng từ 85 ly, 105 ly, 122 ly,
130 ly, 155 ly. Ngoài ra, còn có cối các loại 82 ly, 120 ly, DKZ 82 ly cùng súng bộ binh. Ngày 2 tháng 3 năm 1985, pháo các loại của Việt Nam đã được xe kéo tới chân núi, sau đó dùng sức người để đưa pháo lên trận địa, mỗi khẩu pháo phải huy động khoảng 20 người kéo. Trong lúc đó, lực lượng bộ binh của Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 và Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam cũng bắt đầu triển khai luồn sâu vào đất Thái để đánh vô hồi từ hướng Bắc và hướng Đông Bắc Tà Tum. Theo một số nguồn tin, thời điểm đó, tại khu vực này chỉ có một đường ô tô duy nhất chạy sang đất Thái, đó là đi trên quốc lộ 68 để vượt qua cửa khẩu Osmach. Tuy nhiên, sau những cuộc đụng độ giữa người Thái với quân Việt Nam suốt từ năm 1979 đến thời điểm này, chính phủ Thái đã cho phong tỏa cửa khẩu Osmach. Do đó, Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 và Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam đã phải hành quân bộ, leo qua những vách đá để vượt dãy Đăng Rách sang bên kia biên giới của người Thái. Ngày 4 tháng 3 năm 1985, quá trình kéo pháo của quân Việt Nam vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa phận Campuchia. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi quân Việt Nam bị một nhóm quân Molinaka phát hiện và sử dụng DKZ bắn thẳng vào đơn vị đang kéo pháo. Sau vài phút bất ngờ, Việt Nam cũng đã xả súng đáp trả và dùng một lực lượng đánh vòng sang bên sườn, khiến quân của Sihanouk phải rút lui. Đến chiều tối ngày 4 tháng 3 năm 1985, lực lượng pháo binh đã hoàn thành nhiệm vụ và triển khai xong đội hình chiến đấu. Các trung đoàn 88, 201, 271 của Sư đoàn 302 và hai trung đoàn 196, 286 cách mạng Campuchia cũng đã hành quân đến chân núi vào vị trí chờ lệnh. Thời gian nổ súng dự kiến là vào khoảng 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3 năm 1985. Tuy nhiên, các đơn vị của Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 và Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam trong quá trình vượt dãy Đăng Rách luồn vào đất Thái, do địa hình hiểm trở và trời tối nên đã hành quân lệch hướng một đoạn. Để thực hiện hiệp đồng đạt hiệu quả thì Tư lệnh Mặt trận phía Việt Nam đã quyết định điều chỉnh giờ tấn công là 5 giờ sáng để chờ lực lượng vu hồi phía đất Thái kịp vào vị trí. Đúng 5 giờ sáng ngày 5 tháng 3 năm 1985, pháo binh Việt Nam trên địa phận Campuchia khai hỏa, bắn dồn dập vào các tiền đồn ở hướng Nam Tà Tum. Sau khi pháo nổ, quân Việt Nam và cách mạng Campuchia trên các hướng cũng nổ súng tấn công vào Tà Tum. Riêng cuộc pháo kích của Việt Nam kéo dài đến tận 6 giờ 30 phút sáng. Trên hướng Bắc và Đông Bắc Tà Tum, Bộ Chỉ huy Việt Nam xác định đây là hướng quan trọng bởi Molinaka có thể dễ dàng kết nối với quân đội Thái trong nội địa. Do đó, Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 Việt Nam được lệnh cơ động từ đất Thái tấn công vào hướng Bắc Tà Tum, trong khi Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam đánh thọc sâu vào từ hướng Đông Bắc. Tổng số bộ đội Việt Nam trên hai hướng này khoảng 1.000 quân. Mục tiêu tấn công ban đầu là vượt qua một số điểm cao, đánh vào trận địa hỏa lực trung tâm và khu vực kho của quân Molinaka. Nhưng ngay lập tức, lực lượng thuộc các lữ đoàn 4 và 6 của Molinaka đã có mặt, dùng hỏa lực để ngăn chặn bộ binh Trung đoàn 429 Việt Nam trên hướng Bắc một cách vô cùng quyết liệt. Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam ở hướng Đông Bắc Tà Tum thì bị quân đối phương chặn lại dưới chân cao điểm 366. Nhiều bộ đội Việt Nam bị bắn gục trên những con đường mòn hay tử trận ở các bãi mìn mà không thể lấy được xác do quân Molinaka trên điểm cao phản công mạnh mẽ. Cuộc chiến ở hướng Bắc và Đông Bắc giằng co đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 3 năm 1985. Nhưng thế trận ngày càng trở nên khó khăn cho phía Việt Nam khi các trận địa pháo tầm xa của Thái Lan cũng bắt đầu nhả đạn. Lúc này, Việt Nam quyết định chia nhỏ lực lượng. Một số đơn vị của Trung đoàn 55 Sư đoàn 5 Việt Nam tiếp tục tấn công chiếm lĩnh cao điểm. Một số đơn vị của Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 Việt Nam thì đánh chặn bộ binh Molinaka. Còn một số khác được tách ra phối hợp với bộ phận hỏa lực đánh mạnh vào vị trí của Lữ đoàn 6 và Bộ Tổng tham mưu Molinaka. Nhưng tại đây, quân Molinaka lại tổ chức phòng thủ chặt chẽ bởi hai tiểu đoàn. Đến thời điểm này, vẫn chưa có đơn vị nào của Việt Nam trên hướng Bắc và Đông Bắc Tà Tum đánh chiếm được mục tiêu như cấp trên đã giao. Trên hướng Nam Tà Tum lúc này, Trung đoàn 88 Sư đoàn 302 Việt Nam cũng không đạt được kết quả khả quan hơn. Những cuộc tấn công lên căn cứ Tà Tum liên tiếp bị quân Molinaka đẩy lui do địa hình độc đạo dốc đứng. Không những vậy, đây còn là hướng phòng thủ chính, được phía đối phương bố trí một phần lực lượng của 4 lữ đoàn quân là 1, 2, 3 và 5 với hỏa lực rất mạnh. Ở hướng Đông, Trung đoàn 271 Sư đoàn 302 Việt Nam cũng chưa tạo được bước đột phá. Để tăng sức chiến đấu cho hướng Đông, một số đơn vị của Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 từ Bắc Tà Tum cơ động xuống, phối hợp với Trung đoàn 271 đánh đột kích mạnh vào bên sườn quân Sihanouk, làm tiêu hao một phần lực lượng Molinaka, tạo điều kiện cho Trung đoàn 88 Việt Nam phá vòng vây ở hướng Nam Tà Tum. Đến 11 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 3 năm 1985, Sư đoàn 302 Việt Nam sử dụng thêm hai tiểu đoàn của Trung đoàn 201 xuất phát từ hướng Đông Nam đánh chi viện cho Trung đoàn 88 và Trung đoàn 271. Trong lúc đó, tại hướng Tây Tà Tum, một đại đội công binh Việt Nam đang tăng cường giải mìn nhằm ngăn chặn quân đối phương rút chạy qua hướng này.
trên hướng Nam Tà Tum lúc này. Sau khi trung đoàn 88 và 271 đột kích thành công vào phía đông và Nam Tà Tum, thì trung đoàn 429 sư đoàn 302 Việt Nam đánh tiếp vào vị trí của lữ đoàn 2 Molinaka trên hướng này, sau đó tấn công trung tâm bệnh xá và điểm cao 402 của đối phương. Trung đoàn 271 sư đoàn 302 thì đánh vào lữ đoàn 4 của Molinaka. Phía tây Nam Tà Tum lúc này do trung đoàn 5 sư đoàn 286 Campuchia đảm nhiệm đã phối thuộc trung đoàn 88 sư đoàn 302 tiến đánh vào các lữ đoàn 1, 3, 5 và trận địa hỏa lực của Molinaka. Đến 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3 năm 1985, hai máy bay F-5 của Thái Lan được điều tới để ném bom xuống các cao điểm 366 và 427, nơi trung đoàn 55 sư đoàn 5 Việt Nam đang tổ chức chiếm lĩnh. Cuối ngày 5 tháng 3 năm 1985, dù vô cùng nỗ lực nhưng bộ binh Việt Nam mới chỉ chiếm được khu vực kho của quân Molinaka. Khi Tà Tum bị tấn công, phần lớn người dân tị nạn đã được chuyển tới các trại khu B và trại khu 2 ở trong đất Thái. Bước sang ngày 6 tháng 3 năm 1985, quân Việt Nam đẩy mạnh đánh chiếm các điểm cao 361, 366, 367, 368, 402, 410, 412, 427 do quân Molinaka trấn giữ. Trong số này có một số điểm cao nằm trên địa phận Thái Lan. Quân đội và máy bay người Thái được huy động để nã đạn cũng như dội bom, buộc bộ đội Việt Nam phải rút khỏi một số điểm cao. Tuy nhiên, tại điểm cao 361 trên đất Thái Lan, Việt Nam đã nỗ lực phản công và kết quả là hơn 10 binh sĩ Thái cùng khoảng 15 dân thường đã thiệt mạng. Ngay sau đó, Thái Lan điều thêm một số máy bay A-37 đến điểm cao này để trả đũa, khiến ít nhất 60 bộ đội Việt Nam tử trận, hàng trăm người khác bị đẩy trở lại địa phận Campuchia. Chiến sự tại các điểm cao còn lại vẫn ở thế giằng co khốc liệt. Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 1985, bên cạnh việc chiến đấu giành các cao điểm, quân Việt Nam và quân cách mạng Campuchia trên các hướng vẫn tổ chức tấn công mạnh mẽ vào vị trí đóng quân của cả 6 lữ đoàn Molinaka. Với chi viện hỏa lực pháo binh, Việt Nam đã khiến lực lượng của lữ đoàn 1 Molinaka trở nên nhốn nháo và phải rút chạy về hướng đông trong ngày 7 tháng 3 năm 1985. Sang đến ngày 9 tháng 3 năm 1985, một tiểu đoàn quân Thái Lan có xe tăng yểm trợ đã đánh vào khu vực điểm cao 427. Việt Nam dùng pháo 105 ly bắn đáp trả. Đồng thời, một lực lượng của trung đoàn 201 Việt Nam tổ chức đánh chặn khiến quân Thái Lan rút về phía bắc Tà Tum. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 1985, Việt Nam tập trung bắn vào vị trí của Bộ Tổng tham mưu Molinaka cũng như khu vực trú đóng của một số chuyên gia Thái Lan, coi đây là đòn quyết định cho cuộc chiến. Trong sáng ngày 11 tháng 3 năm 1985, Việt Nam về cơ bản đã làm chủ được khoảng 1/3 căn cứ Tà Tum. 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày, pháo binh Việt Nam đã cày nát cao điểm 410, khiến quân Molinaka phải rút chạy khỏi đây. 12 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1985, khu vực đóng quân của lữ đoàn 6 Molinaka bị quân Việt Nam chiếm lĩnh. Sau đó, các đơn vị quân Việt Nam và cách mạng Campuchia tiếp tục triển khai đánh chiếm các chiến lũy của 5 lữ đoàn còn lại, cũng như các điểm cao chiến lược khác, nhanh chóng làm chủ toàn bộ căn cứ Tà Tum. Cuộc chiến tại Tà Tum diễn ra liên tục trong vòng 7 ngày, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 1985. Có thể nói, đây là một trong những cuộc chiến quy mô nhất thuộc chiến dịch mùa khô năm 1984-1985 do Việt Nam triển khai. Kết quả là với hơn 13.000 lính tham chiến, liên quân Molinaka Thái Lan đã thương vong hơn 3.800 binh sĩ. Trong đó, số quân thiệt mạng tổng cộng là khoảng 2.000 người, với 1.700 lính Molinaka và 300 lính Thái. Số người bị thương nặng còn có cả những sĩ quan chỉ huy người Thái. Lực lượng thuộc 6 lữ đoàn quân trung thành với Sihanouk đã thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, Việt Nam còn thu giữ hơn 120 súng các loại, hàng chục tấn đạn dược và nhiều quân trang quân dụng của phía đối phương. Dù giành được thắng lợi trong chiến dịch Tà Tum, nhưng Việt Nam và quân cách mạng Campuchia đã phải chịu nhiều tổn thất. Với 8.000 quân tham chiến, số thương vong là khoảng 2.600 quân, với tổng cộng hơn 1.300 người tử trận. Trong đó, con số của riêng Việt Nam là 1.100 bộ đội đã ra đi. Không chỉ tiêu diệt được quân Sihanouk ở hướng Bắc, trong những tháng cuối mùa khô năm 1984-1985, Việt Nam và quân chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia cũng mở chiến dịch tấn công vào Phnom Malai, một căn cứ lớn của Khmer Đỏ với gần 10.000 quân trấn giữ và giành được thắng lợi. Sau chiến dịch mùa khô năm 1984-1985 của Việt Nam, Liên quân Campuchia Dân Chủ ước tính đã bị mất khoảng 1/3 lực lượng do thương vong và đào ngũ. Liên minh này cũng liên tục để mất các căn cứ trên đất Campuchia sát biên giới Thái Lan. Quân đội các phái phải rút hầu như toàn bộ vào trong lãnh thổ Thái Lan. Đầu tháng 4 năm 1985 đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Thái Lan tại biên giới Đông Nam Thái Lan. Chính phủ Thái tố cáo có ít nhất 5 bộ đội Việt Nam đã xâm nhập vào đất Thái gần 900 mét và chỉ sau 10 phút giao tranh gần biên giới, lính biên phòng Thái Lan đã đẩy lui quân Việt Nam và giết chết một bộ đội. Ngày 20 tháng 4 năm 1985, Thái Lan tiếp tục tuyên bố khoảng 1.200 bộ đội Việt Nam bất ngờ tấn công trái phép vào nhiều vị trí gần biên giới thuộc tỉnh Chat, Thái Lan và những điểm này chỉ cách vịnh Thái Lan khoảng 4 km.
Theo các nguồn tin của Thái Lan, thậm chí Việt Nam còn lập căn cứ cố định trên một ngọn đồi ở tỉnh Chát, cách biên giới Thái Cam khoảng 800 mét. Thái Lan lập tức tấn công và đã đẩy lui một số quân Việt Nam trở lại đất Campuchia, nhưng Hà Nội lại nhanh chóng cử thêm một tiểu đoàn quân gồm 700 lính tiến vào củng cố căn cứ trên. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố phủ nhận các cáo buộc của chính phủ Thái. Theo Hà Nội, kể từ tháng 11 năm 1984, Bangkok đã cáo buộc Việt Nam vượt biên trái phép để tấn công quân đội của Thái ít nhất 40 lần. Trong khi đó, trên thực tế, lý do Việt Nam cho quân vượt qua biên giới Thái Lan là bởi các nhóm quân Liên minh Campuchia Dân Chủ với sự hỗ trợ đắc lực của quân đội Thái đã thường xuyên xâm nhập vào đất Campuchia, thực hiện nhiều hoạt động phá hoại chính quyền cách mạng và tấn công vào các vị trí đóng quân của Việt Nam. Để truy quét các nhóm quân sự trên, Việt Nam mới buộc phải vượt qua biên giới tiến vào đất Thái Lan. Ngày 11 tháng 5 năm 1985, Thái Lan huy động cả máy bay phản lực và pháo hạng nặng đến tấn công mạnh vào căn cứ trên đồi của quân đội Việt Nam. Các binh sĩ Thái cũng báo cáo về cơ quan chỉ huy của họ rằng Việt Nam đã đào hầm dọc theo ngọn đồi và cài nhiều bãi mìn nên khiến hơn 20 lính Thái thương vong, trong số đó thiệt mạng là khoảng 7 người. Ngày 15 tháng 5 năm 1985, một bên là bộ đội Việt Nam với một bên là quân Liên minh Campuchia Dân Chủ cùng lính Thái tiếp tục tấn công lẫn nhau bằng cả súng cối, súng chống tăng và súng máy trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Ngày 17 tháng 5 năm 1985, chiến sự giữa Bangkok và Hà Nội dọc theo biên giới phía đông nam Thái Lan trở nên dữ dội hơn. Thái Lan huy động cả lực lượng thủy quân lục chiến, liên tiếp tấn công, đánh phá vào căn cứ trên đồi của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam vừa phải truy quét quân đội ba phái của Pol Pot, Sihanouk và Son San, vừa phải đánh chặn lính Thái Lan. Sau hơn một tuần chiến đấu, nhận thấy mục tiêu truy quét liên quân Campuchia Dân Chủ đã đạt được, Việt Nam quyết định rút quân về đất Campuchia, trả lại quyền kiểm soát ngọn đồi bên trong tỉnh Chát cho người Thái. Ngày 26 tháng 5 năm 1985, từ biên giới phía bắc Campuchia, quân đội Việt Nam lại tiếp tục tiến vào tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan để truy quét quân Khmer Đỏ và Liên minh. Lực lượng tuần tra biên giới Thái Lan ngay lập tức tổ chức đánh chặn, khiến quân Việt Nam buộc phải xả súng giết chết 5 binh sĩ Thái. Cuộc giao tranh này đã khiến cho các nhà chức trách tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan phải sơ tán khoảng 600 dân thường ra khỏi hai ngôi làng biên giới để đến các khu vực an toàn hơn trong quận Nam Yên. Bước vào tháng 6 năm 1985, một số nguồn tin phương Tây cho biết để yểm trợ cho khoảng 400 bộ đội vượt qua biên giới Thái Lan truy quét quân Liên minh Campuchia Dân Chủ vào ngày 13 tháng 6, không quân Việt Nam đã sử dụng các máy bay MiG-21 để tấn công, khiến Thái Lan phải dùng máy bay F-5E để đối đầu. Có lẽ kết quả các vụ đối đầu đó đã khiến Thái Lan phần nào lo lắng, nên Bangkok được cho là đã khẩn cấp đặt hàng, mua thêm ít nhất 12 chiếc máy bay F-16, loại máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do Hoa Kỳ sản xuất. Trong năm 1985, lực lượng phản động Hoàng Cơ Minh lại có những hành động nổi dậy chống Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí là đã cử một toán quân xuyên Lào về để nhằm chống phá chính quyền Việt Nam, nhưng cuối cùng đã bị bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào chặn đường tiêu diệt. Bước sang tháng 8 năm 1985, Việt Nam nhận định các cuộc tấn công mùa khô năm 1984-1985 đã phá hủy nhiều căn cứ chính của Khmer Đỏ, khiến tổ chức này trở nên suy yếu hơn. Do vậy, ngày 16 tháng 8 năm 1985, Hà Nội tuyên bố nếu tình hình khả quan hơn, Việt Nam sẽ tiếp tục rút dần quân đội ra khỏi Campuchia vào cuối năm 1985, đầu năm 1986. Chiến sự sẽ tiếp diễn hay đi đến hồi kết? Mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.